Đây đây là một con bọ mà mình thường hay câu cho các anh xem nè. Loại này nó giống như của tôm nha. Dính nè mọi người ơi. Dính hai con nè cái nhà ơi, mình dính hai con nè cái nhà thấy không? Ủa. Đi trời ơi. Thả lại đó, đừng đỡ rồi thôi. Đây. Dính không? Đâu. Đó đó. Trời ơi. Cả nhà con cá bự bằng tay của mình nha nè. Con này nè, chắc cỡ này nè. Đó, còn con bự hơn nữa nha, có con bự hơn vậy nữa. Cả nhà đây là cái con cá mú mà mình câu ở ngoài bè của ông anh mình nha. Nó nằm ngoài lưới cả nhà. Hello, xin chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch TV của mình ngày hôm nay nữa nha. Hôm nay thì cậu cháu mình sẽ ra nhà bè để câu cá. Tại vì lần trước mình ra đó là mình chỉ quay cho cả nhà biết để cả nhà biết được là anh mình nuôi cá gì và bao nhiêu loại cá đó cả nhà, rất là nhiều. Thì hôm nay mình có đem một ít bọ. Loại này là cá nó ăn nhiều lắm. Nên bây giờ hôm nay cậu cháu mình sẽ ra đây câu thử coi bao nhiêu cá ở ngoài này nha cả nhà. Ngoài này cá nhiều lắm cả nhà, rất là bự. Cháu mình nó vừa mới dính một con cá rô bự lắm cả nhà. Đây là cá rô, không phải là cá này không nha, còn cá khác nữa. Này cả nhà thấy không? Cá rô bự rồi. Quay á. Trời. Cháu. Cháu mình nó sảy cả nhà ơi. Giờ này mới chưa cá nó ăn dữ lắm. Rồi, bây giờ mình đi câu cả nhà. Ừ. Đây đây là một con bọ mà mình thường hay câu cho các anh xem nè. Loại này nó giống như của tôm nha. Hôm nay mình sẽ đem nó ra đây để mà mình câu thử. Đó, cháu mình dính cá ở nhà đó không? Ui, con bự này bự mà, ngoài này rô bự. Ngoài này rô bự cả nhà, nè, cả nhà thấy không, bự không? Đó, đây là hai con nha cả nhà. Ôi, con ta dính cá nó giành chỗ. Dính không? Ê. 25. Thả không đi. Con để lâu đi cho nó ăn đi. Rô này rô bụng ở nhà đây toàn là cá bụng mà. Đó, bữa này nè. À, có gì á, mình câu xong cái chiều mấy cậu cháu mình sẽ chiên xù lên nha. Để thưởng thức. Cá siêu to luôn nha anh em. Cá siêu to luôn. Bự ha. Đây mấy đứa cháu mình đang câu đây nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Quá trời nhiều luôn đó. Đây lát cậu lấy bỏ xuống. Chắc ăn dữ. Từ để câu con không ghi trình được. Mình tính. Cầm đi con lũ. Trời ơi. Giờ này giờ đói cả nhà, giờ nó đói rồi. Giờ nó đói đúng không? Nó đói. Ba con. Trời. Ghen tị chứ có gì ta? Gì? Ghen tị hả? Thầy xuống đây, thầy xuống chăm. Trời ơi, quá cá rồi kìa, cho chăm cá bự mà. Mình sẽ câu với chị mình nha. Ê, con cá nè. Trời, chấm câu quá vậy. Không ăn. Cá nè Trâm ơi, với này cá bự nè Trâm ơi. Để hỏng hỏng nó con, cá bự. Dính không? Hồi nãy nó mới ăn xong. Đó, cậu thấy cá ra quá trời không kìa. Con cầm căng đi, con để cho nó na đi, con giật mạnh lên. Giật mạnh lên. Rồi dính đi. Đâu. Đó. Nhỏ cháu mình nó mới dính ở cái nhà, nó nãy nó ganh tị á, giờ nó hết ganh tị rồi. Ôi. Cá là nó. Ồ, cá đồ bự không mà. Quá trời bự rồi. Nhìn đây bự nè. Mở được không? Đó, cá bự nữa. Nó dính kìa. Chăm từ. Cá chị nói đúng không? Đây mọi người ơi, cá siêu to luôn. Mình câu nè. Để con bỏ cho. Tao câu. To, cá bự mà. Ê, câu đây dễ câu lắm cậu. Đúng rồi. Lúc kia mấy anh dính con cá mà nó giật lắm. Ê là vui nè. Đúng. Cá bự còn không? Đó, nó xuống chăm xuống. Mới ra mà. Trời ơi.
nhiêu đây bằng ê, một con cá rô đây bằng hai con ngon. Để từ từ. Từ từ quay đi. Mình lại dính cá đi cậu ơi, cậu nó bị gì mất con này cậu. Nãy mới câu mình cậu bây giờ mình ăn một miếng nữa rồi mình câu cá nghe nha, nó bụng quá. Ăn cơm sống luôn hả? Yeah, yeah, dính rồi mọi người ơi. Dính hai con nè cả nhà ơi, mình dính hai con nè cả nhà thấy không? Ôi. Quá vậy bự luôn cả nhà ơi. Khủng khủng mà. Đó, hai con nè. Đi ra cho mấy cái nè. Cá gồm nha mọi người. Nó bự mà. Nó to. Ôi, nó thấy to. Cả nhà thấy cá to không mọi người? Cái này là rô gì trời? Ôi, nó bự nè cả nhà ơi, nó bự nè. Ôi. Chín da. Đây nè mọi người. Ghê yeah, bự ha. Bự siêu luôn á. Đây. Nó rất là bự nha cả nhà. Dạ trên kênh nó dính kìa. Ê kìa. Đây dính được như tay cá nha mọi người. Kìa. Đây. Cá rất là bự luôn. Là mồi của mình câu, là mồi bọ với mồi mực nha mọi người. Bây giờ đi vô lại cho cũ mà. Đây. Rồi đây chỗ này là dùng cái. Ê, dính. Này chỗ mới dính là dính này. Dính. Đây cái. Hai con. Hai con nữa. Wow, đã quá. Wow, đã luôn. Dính rồi, dính rồi. Đưa lên, lên. Cầm lên. Quá trời nhiều quá nhà ơi, cá nhiều lắm quá nhà. Nè đem đưa lên nè. Cá này nó không có đâm cả nhà. Quá nhiều quá nhà, bự quá. Nhà mình dính cá này cả nhà ơi. Quá trời cả nhà. Dính cá nè. Rô này mà vô chiên xù lên ha. Là khỏi nói luôn cả nhà. Cả nhà ơi, dính cá rồi nghe không? Dính cá. Dính. Ui, thấy chưa? Dính không? Đây đây. Dính đó. Dính cá, anh cá, anh cá, anh cá. Dính cá, dính cá. Để con đẻ đây, con đẻ đây, con đẻ, con mở cho. Rồi để xuống tươi. Đó, dính hai con nè. Quá trời, chín này bà lại ngon rồi. Gỡ qua cho Phú Quốc rồi lại. Con về con chi, con về con kia cho ba chiên xù ăn. Mãi mà đã. Đây, cá to lắm nha. Cá ở ngoài đây là to to không mà mọi người. Bởi vì con thấy nặng nặng cũng giật mạnh giống như cậu nói vậy đó. Quá trời luôn. Nãy giờ con dính được hai ba con gì rồi. Quá trời. Nhiều lắm nha, mới câu được có cỡ khoảng 50 phút thì là cá đóng gì luôn rồi. Đây mồi mình đang móc mồi mực chưa tiếp để câu tiếp cá nha. Đâu con quay lại cho nhìn mà chăm chăm đây. Vô con. Rồi. Rồi. Lại là con tư nữa cậu à. Tại sao lại là con tư nữa? Lại đi trời ơi. Thẳng lại đó, đừng đỡ rồi thôi. Đây. Dính này cả nhà ơi, dính này. Đó. Hay quá. Bự bự nè. Thôi lấy bọ đi con ơi. Cứ lấy bọ câu hết. Ê cậu luôn con mồi bọ nó dính cá ừ. Bắt bọ luôn dính đi. Lấy bọ. Cậu móc đi con vô. Cameraman bị dính à. Cái tay rồi anh em. Lấy mồi đó từ. Kê, qua chỗ dính kìa. Cá bự kìa. Hai con cháu, hai cậu đây không? Lá rô bự thì mình có lá con bự cho mình chỉ chinh trước. Rồi lấy con bự quá. Mới câu được có chút ép mà vậy rồi nè. Chắc mình đổi nghề luôn á. Lốm. Rồi. Caramel. Dinh. Trời. Ôi xảy rồi anh em ơi. Đây. Cá bự. Trời, tức kìa trời. Hả? Lâu lắm rồi mới câu được như thế này. Ơi cá quá trời luôn. Dính nè. Dính. Trời ơi. Tức nha. Dính nè mọi người, đó thấy không? Ở một cái khe như thế này là cá đóng cá luôn á. Đây. Trời. Bây giờ nè, còn miếng mồi nè, giờ còn miếng mồi nè. Nè, còn miếng mồi nữa không? Caramel. Còn mồi nè. Thải xuống tiếp. Được rồi. Cậu đổi tên con là cameraman luôn đi. Đồ dạng ghê. Có
ở dưới này có à, dính trời ơi đứt đá luôn trời. Ủa cá gì mà đứt đá luôn vậy? Ừ mạnh gì dính đâu nhanh dính không đâu đó đó trời ơi cậu nó bự xảy luôn cậu tới con bự không bự lắm á trời trời bự bằng con chị Trinh luôn kìa xuống kia kìa đâu đâu coi coi rồi đó nó chưa tao nói khó lên nó mà nó chiếu ngay luôn à, cái gì chuyện này mấy cậu chị bây giờ chuyện này mấy cậu cháu mình nó ra quá trời đại chiến cá rô nhưng mà cá rô đây bự không ở nhà nha cá rô đây bằng cái bàn tay của xin luôn nè để xin lấy cho cả nhà con cá bự bàn tay của mình nha nè con này nè chắc cỡ này nè. Đó. Còn con bự hơn nữa nha, có con bự hơn vậy nữa. Chính ơi, không ngồi dùm em với. Dạ thấy không? Ok chị câu cái mình. Gần bự bằng tay mình. Đây có con bự hơn nè. Đây con bự rồi, thấy không? Mình nói đúng không? Bự bằng tay mình nè, thấy không? Có nhà thấy không? Nói cậu có khoảng 20 phút về mà nghe. 20 phút về, bự cái bằng tay mình luôn. Cá này mình chiên xù lên nha. Mình chỉ cần lấy ruột nó ra thôi rồi chiên xù lên ăn ngon lắm. Câu hết mồi là chắc hơn thùng với mọi người. Hơn đâu. Bây đấy chạy ra hả? Dục quá chạy ra ăn nhanh kìa kìa đó chín nè đúng không con này bự nè đây ra đây câu cái rô cậu trời lọc đá luôn mày cậu hào đá quá chăm ơi có mấy cậu có linh cột lọc đá luôn rồi cậu ơi tôi đây còn lại cho anh mình mới ăn cơm ra nghe cả nhà anh thiện có nói gì đó. Không để chuẩn bị lát nữa anh mình đi đưa khách đi á. Em câu gần hết cá rô rồi anh luôn ơi. Quá gần mười mấy ký trọng á. Quá trời cái xô quá trời xô bự. Quá trời luôn anh ơi, cô bự bự mà. Sao mấy anh buồn vậy? Sao buồn? Vậy hả? Kè vô cho coi. Mấy con? Một con hả? Đưa lên. Nó dướng cái cọng. Được không? Nó dướng. Ở đây nè cậu. Ông anh mình bây giờ đi qua bên đó để lấy tàu để chở khách đi nha cả nhà. Còn mình thì ở đây tiếp tục câu cá nha. Tiếp tục trải nghiệm tiếp. Nếu có ai ra đây thì cứ liên hệ hoặc là để hoặc là comment bên dưới cho mình nha. Mình sẽ để cái địa chỉ của anh mình cho cả nhà xem. Đó, nhà cháu mình nó câu cá cái đói đi. Đói tội, năng người tôm. Năng người tôm, cái nhà không năng người tôm. Cái gì đó, thôi bắt hoài hết mồi. Lấy mực đi. Trời ơi, quá trời. Con câu 10 con rồi đó. Chiều chiên xù lên ăn nha. Con câu hơn 10 con rồi đó. Đó, câu đúng đi. Ý là câu khẽ luôn đi, câu thử em. Rồi hãy không thử con cá không? Hãy không thử em. Rồi lại 100. Tôi cần dính dây nha. Dính đồng ghi không? Dính đồng. Rồi cháu mình dính cá bự cả nhà ơi. Ui. Bự. Con này quá trời khủng cả nhà ơi. Này nó bằng tay cậu không vậy? Bự hơn tay con, bằng tay con gì? Ừ, bự. Tay con. Vì nó ở đây nó ăn lâu rồi. Xinh rất khác em. Đó, cho bự đi. Nhà bự của nhà. Ây dạy. Trời ơi, một con này bằng hai con trong bờ của mình đó nha nhà. Bằng hai con nhỏ anh câu. Bự. Cái đồ trời. Đó, cho bự đúng nha. Quá luôn. Lấy cái thước rồi. Ê dính này. Cá to lắm nha. To. Nhiều lắm luôn á, ở dưới đây nhiều lắm nè. Ủa
À, bây giờ con cháu mình đã câu cá quá nhiều cái nhà, bây giờ là mình sẽ vô bờ ha, để mà mình chuẩn bị chiên một vài con cá rô bự lên để cùng thưởng thức nha cả nhà. Bây giờ vô nữa nha. Đây là thành quả của mấy cậu cháu mình nè cả nhà. Quá trời bự luôn. Quá trời cá bự nha nhà ơi. Đó. Cá bự không nha cả nhà. Cá to to không đó nha. Quá đã luôn nha nhà ơi. Cá bự không. Cả nhà, đây là cái con cá mú mà mình câu ở ngoài bè của ông anh mình nha. Nó nằm ngoài lưới cả nhà. Đó, đây cá mú rồi nè. Quá trời bự luôn nha. Đây mình đang câu á. Đây cái này là ở ngoài lưới nha cả nhà, nằm ngoài lưới của anh nha. Bỏ vô đây. Rồi đây nè, rồi đây là con cá rô. Mình sẽ lựa một con bự ra cỡ 10 con nha, để mình chiên xù lên ăn nha cả nhà. Rồi lựa ra đi cho chăm lấy cho mẹ đi. Mẹ ơi, hỏi mẹ chưa? Mẹ nó ăn cái này. Họ đi con bự lắm, con bự mà. Ôi mẹ con bự dữ lắm. Con bự lắm, con nhỏ đâu. Tư lấy cho bé ba đi Tư. Con lấy nhỏ là con cá khác không? Con nè. Thì lấy thử, thì lấy về cho con dùng nghe nhỉ. Mẹ là có cá rô mà. Chị ba ăn cá rô. Mẹ nói mẹ còn cá rô mà. Cá rô bự mà, cá rô bự mà không có nhỏ đâu. Thôi. Ăn thôi nè. Chị sẽ đâu có ăn cái đó đâu. Rồi lấy mấy con canh nướng được rồi. Còn như đây chưa? Mấy con 7 con. Mấy con hả? Nướng không phải chiên xù á. Mấy con bự. Chiên xù á. Rồi còn nhiều giao cho ông Trinh với lại cả nhà nha. À, bây giờ cậu cháu mình đã vô bờ rồi. À, bây giờ mình đã làm sạch sẽ cá rô rồi. Giờ mình sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức cá rô chiên xù của mình nha. Bây giờ là mình bắt đầu chiên cá rô lên nha cả nhà. Đây mình sẽ chiên mấy con cá rô bự lên, chiên xù lên ăn nha. Mình sẽ để như vậy cả nhà, không có lấy dãy ra nha. Nghĩa là mình sẽ chiên xù lên cho nó săn da lên rồi mình ăn. Đó. Còn đây là nước chấm của mình nè. Chúng tôi sẽ đổ cái này vô để mà chanh vô nữa cho nó đặc ăn cho nó ngon nha cả nhà. Rồi bây giờ bắt đầu mình chiên nha. Bây giờ là mình sẽ bỏ cái nước tương ớt này vô cả nhà, tùy theo cả nhà đó nha. Có người ăn nhiều, có người ít đó. Mình ăn cái này nè, mình bỏ vậy thôi. Rồi đầu cái mình xoáy lên ha. Mình đánh cho nó đặc cái nước chấm lên cả nhà, ăn cho nó ngon ngon. Quá trời ngon luôn cả nhà ơi. Con thuyền nhỏ kia bò mà tan dần sông. Ủa? Đi đâu? Đi tắm rồi. Đi ăn thôi. À. Caramel, đứng lên. Tao thấy caramel chiên được chưa? Chiên hai con luôn ha. Chiên con bự hơn nữa. Đây, bắt cá bự vô. Trời ơi. Đi nhảy đi, nhảy đi. Qua đây, qua đây. Camera nên đổi hướng. Cầm điện thoại. Rồi bây giờ mình sẽ chiên cho nó giòn lên ha. Mình sẽ lấy ra cái nhà, chứ bây giờ mình chiên nữa là nó khét đó. Lấy ra thưởng thức nha. Đây. Đó, giờ lấy ra nha. Đây. Chậu thủ. À, hai con cháu mình ăn hai con này nha. Đó, thưởng thức. Quá
quá trời con cả nhà, giờ mình tắt cái bếp đi, nóng quá. Quá trời bay rồi, bay khói lên quá trời luôn. Giờ mình thưởng thức hai con này trước đi. Chút nữa chiên tiếp ha. Chưa? Rồi, rồi giờ mời cả nhà nha, giờ mình ăn nha. Trời ơi, nó giòn. Cả nhà biết sao không? Nếu mà mình chiên nữa thì nó giòn thịt lắm, ăn không ngon. Đây, thịt nha mọi người. Chấm đi. Chấm vô. Nó đi tắm rồi. Mời cả nhà nha. Trời ơi, nó đã, nó chấm đã nè. Chưa ăn mà biết nó đã rồi. Mời cả nhà nha. Trời ơi. Cái nước có bị gì không? Nó đã cái nhà không? Không, nó không có khóc, mặt nó đỏ. Đồ, cái nước chấm xuống, rồi cái nhà nó đã, mà cái nhà nha. Không, giờ mang cái đũa cái nhà. Nó giòn, gục, nó giòn, đục đã. Thịt đây. Mời mọi người. Cái tưởng nó cay cay. Trời ơi. Mình đi hồi trưa giờ nắng rồi nha. Chứ không phải là mình cay đâu. Quá trời đã của nhà. Xuống đó mà nhà ngon lắm. Mình bị sống con cá rô bự lắm mọi người. Con cá rô bự. Mình chiên lên nó giòn, mà ăn nó đã lắm mọi nhà. Ngon quá trời luôn. Tiếp tục mọi nhà. Tiếp tục nha, ngon quá. Này Tư. Trời ơi. Chấm vô cho nó đã cả nhà, trời nó đã. Ăn đi Tư. Nó giòn. Ngon ha. Nó giòn đã quá. Ngon. Tôi ăn đâu, ăn nó thì chiên tiếp. Ăn nữa trước, cái này ngon nè. Con lật ơi, tôi chăm lật ơi. Mẹ con định làm món gì luôn á. Vậy hả? Còn lấy xương ra đây, lấy xương bỏ đây chăm, bỏ đây nè. Bỏ qua đây nè, bỏ xương qua đây nè. Đợi tí để sắn cái này xong rồi. Vậy hả? Vậy thôi, cậu chiên xù cho ăn chứ không. Trời ơi, nó béo nhỉ. Thôi, còn món cá là chiên xù đi. Thịt nha mọi người. Nó béo không? Nó béo không? Ngon quá. Cay không mọi người? Cay. Không có không? Hơi cay hả? Cay không? Ừ. Như là the không? Nghe the. Cay. Tại tôi cũng biết ăn cay lắm. Trời ơi, sao nếu mà chiên nữa là nó đen lùi không? Đen lùi nó cháy. Đúng rồi, giờ mình chiên cỡ này nè, là nó ngon. Tới trong nó đã béo rồi. Là bị nó giòn á. Mới nè nè, nghe tiếng nè. Nó lùi ra. Tới bên trong nha. Thịt này cả nhà. Mời cả nhà ăn nha. Giờ là cá mình đem ra cả nhà, chín rồi nè. Chỗ này là chín rồi nghe cả nhà. Rồi, đem ra thôi. Đây đó, chín rồi đó. Xù xù ăn ngon rồi.
Trời ơi, quả gì ngon cả nhà ơi. Bà cắm thử không? Tao xem miếng sườn ơi. Đây là sườn chiên của nhỏ cháu mình mới đem tới nha nhà. Đây là sườn, đây là sườn chiên của nhỏ cháu mình nè, đó giờ mình chấm vô đây nha. Thử miếng nha, cả nhà. Trời ơi. Nó giòn mà chua chua. Nước chấm mình ngon ngon nha. Chua chua ngọt, nước chấm mình đảo quá. Cả nhà ơi, xin vừa mới nướng thêm 3 con nữa để mình ăn. Bây giờ mình mời cả nhà nha, để thưởng thức cái món cá này tiếp nha. Mà ăn là nó chua. Dạ. Yeah. Rồi ăn vô đi. Đó là lộn chấm. Ở cái đũa tới đâu? Bảo Yến đi vào lòng đất. Đưa đây. Rồi. Nước chém biển luôn. Cá ngọt mà nó béo. Ở nhà nha. Rồi chấm miếng coi. Dạ, chấm nó đã rồi. Béo nha. Nó béo quá nhỏ rồi. Mọi người nhớ làm thử món này ăn nha. Cái lườn lườn này nè, cái lườn lườn giòn giòn ăn với đá nè. Cái lườn giòn giòn. Ồ, mời cả nhà nha. Cả nhà ơi, đây là thịt của cá rô. Quá trời đã luôn. Đặt cái này qua. Cô lấy da, ăn lấy da ra. Da cũng giòn. Bỏ đi, lấy da bỏ đi. Nó này cũng lấy từ từ, lấy từ từ. Cá nó mềm. Cái nhà nha, giờ mình ăn không cần phải chấm nha. Cá này vô. Không cần chấm nó cũng béo à. Nó béo luôn. Tôi ăn thử. Cá mình coi là mấy con bự không? Bự không? Bằng bàn tay mình nè, to hơn luôn. Bây giờ mình xin hẹn gặp cả nhà vào những cái clip sắp tới đây nha. Cả nhà thấy hay nhớ đăng ký subscribe, chia sẻ cho kênh của Sinh để mình càng ngày càng phát triển hơn, để mình có động lực để mình ra nhiều những cái món ăn ngon hơn nữa để dành tặng đến cả nhà để trải nghiệm. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh ẩm thực và du lịch Sinh TV. Cảm ơn cả nhà nha, bye bye, hẹn gặp cả nhà. Này là chắc cỡ này nè. Đó, còn con bự hơn nữa nha, có con bự hơn vậy nữa.